À, hôm nay chị đến trung tâm chăm sóc sức khỏe Thập Thông Liệu Pháp Phúc An. Chị cho em xin ít phút chia sẻ nha. À, chị cho em xin hỏi là chút thông tin về chị. Em tên Lê Thị Thu Lan, em ở Linh Đông, Thuận Đức. Em làm nghề phun xăm. Cơ sở phun xăm của chị ở đâu ạ? Dạ, ở 57 Linh Đông. Chị hôm nay chị đến trung tâm em là chị đã trải nghiệm cái liệu trình gì ạ? Là em làm toàn thân luôn. Em làm thân rồi mặt nữa. Tại vì em bị liệt dương kinh số 7 đã 5 năm rồi. Trước khi đến đây thì khi mà chị bị liệt dây thần kinh số 7 á, thì cái gương mặt của chị nó như thế nào ạ? Gương mặt em thì nói chung là nó không nhai được bên đây. Nếu mà em nhai bên bị liệt á thì nó sẽ gây cho em cảm giác khó chịu và em bị chảy nước mắt. Với lại mắt của em nó sẽ bị mờ, cái bên mà em bị á nó sẽ bị mờ, nó không có rõ như là ở bên bình thường. Có nghĩa là mình gặp khó khăn trong cái vận động của cái mặt. Dạ đúng rồi. Dạ. Không dám cười luôn. Mà giờ thấy cười tươi quá. Lúc mà em mà chưa có tới gặp cô với lại trung tâm của mình á thì khi mà em cười thì em nó bị vướng lại. Nó bị vướng. Dạ. Sau khi làm xong là mình cảm thấy mình có tự tin hơn khi cười đúng không chị? Dạ đúng rồi. Không có bị giống như bị ghìm lại vậy đó. Mình thấy mình làm toàn thân thì em thấy em dễ thở hơn. Đầu tiên vô thì quần áo mặc nó chật lắm. Khi mà cô được cô làm xong khoảng 40 phút xuống thì làm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Tự nhiên cái size quần áo cái tự nhiên thấy nó rộng rộng ra. Dạ, là quần do mở rộng hay là do mình dễ thở? Chắc có lẽ là do mình dễ thở. Nó thông khí ra ngoài. Thì giống như là các cái tế bào của mình chứ nó đang bị bí đó. Nó tích khí ở bên trong nó không thông ra được. Thì khi mình làm nó lưu thông đi rồi thì là kiểu như giống các cái túi khí nó bị xẹp đi á. Giống như mình phổi cái không khí vào, phổi không khí vào trong một cái túi ni lông ấy, ta mình xoắn nó lại thì có vẻ nó to nhưng mà nó chiếm cái thể tích lớn nhưng mà nó không làm cho là nó cứ không trọng lượng, nó vẫn như vậy nhưng mà cái túi khí nó bị phồng lên thì nó người mình nó cảm thấy nó xô xê ấy. Đấy, nhưng mà khi nó lưu thông rồi thì các cái túi khí đấy giống như nó được mở cái túi nút buộc ra, nó xẹp đi. Nó làm đúng lúc mà chơi xong tầm mặc em áo trước mặc chặt thì nó lỏng cái này ấy, rộng nhá. Đó, vui đấy. Và chị có cảm thấy là hài lòng trong cái buổi liệu trình đầu tiên của mình ngày hôm nay không? Dạ có, em rất là hài lòng. Cô làm với lại thấy dễ chịu, dễ thở rất là chịu. Dạ. Chị có sẵn lòng sau buổi hôm nay sẽ chia sẻ thêm cho nhiều người biết đến cái phương pháp này không ạ? Dạ có, em sẽ về ngủ hết bà con hàng xóm khu phố em kêu đến trải nghiệm. Nói chung là mình có sức khỏe thì mình mới kiếm được tiền. Là, nhưng mà hồi đó thì em thì cũng đi phóng huyệt nhiều nhưng mà nó cũng có thiên giãn nhiều. Cảm ơn em mới làm cô em thấy nó ok. Cảm ơn chị đã mở lòng để đến Phúc An trải nghiệm thử cái phương pháp mới mà cô đã dày công thành để mà sáng lập ra suốt 17 năm. Và hy vọng là cái phương pháp mới này có thể giúp được nhiều người hơn, vừa mạnh khỏe mà vừa xinh đẹp nữa. Cảm ơn chị đã đến với tụi em ngày hôm nay. Chào chị.